chứ không có làm tăng biểu hiện đó. Thì cái bài này từ năm 2012 rồi. Sở dĩ tôi làm cái bài này á, tại vì là khoảng một năm trước á, tôi có lấy cái data từ cái bài này ha, bởi vì là tôi có đọc cái bài này rồi. Thì bài này trên Science ha, trong cái nhóm họ làm tới bây giờ đó, họ làm một cái tool gọi là T, T là trà đó mọi người, để họ tìm, có nghĩa là người ta sequencing cái whole genome sequencing rất là deep, có nghĩa là cái coverage nó rất là cao đó, xong xuôi rồi người ta phát triển một cái tool đó để người ta tìm. Thì ở đây là những cái chỗ rất là nổi tiếng về mấy cái trung tâm nghiên cứu ở bên Mỹ ha đó. Thì cái bài này, cái nội dung á, thì thứ nhất là người ta giải 43 cái high coverage whole genome sequencing từ năm cái loại cancer khác nhau. À, một lát sẽ biết được năm cái loại cancer đó là cái gì. À, đó. Xong sau đó người ta tìm được 194 cái somatic TE insertion, có nghĩa là có những cái TE mà nó không xuất hiện ở trong cái normal của cùng một người á, nhưng mà khi mà người ta lấy cái tumor ra, người ta đem đi giải thì người ta thấy được là nó cái TE này á, cái repeat element này á, nó nhảy đi một cái chỗ khác đó, thì người ta tìm được 194 cái vùng. Dĩ nhiên không phải là cái tumor nào nó cũng giống như tumor nào mọi người, nó khác đó, có thể là một tumor nó chỉ có một hoặc là hai cái vùng nó nhảy thôi so với lại cái normal tương ứng đó, chứ không phải là 194 cái này là tất cả các tumor đều observe 194 cái, không phải nha ha. Mà tổng số ha, của cái TE mà người ta tìm được trong 43 cái sample á thì có 194 ha. Rồi xong xuôi rồi người ta observe tiếp được nữa là cái somatic insertion này á, nó xuất hiện nhiều ở trong cái epithelial tumor đó, chứ không xuất hiện ở trong blood với cái gram tumor ha. Đó thì một lát mọi người sẽ thấy cái hình một đầu tiên là người ta đề cập tới cái này. Sao tôi bị rớt ra rồi mọi người? Alo, mọi người còn thấy không mọi người? Dạ, còn thấy ạ. Tôi nói lại ha, tôi đang nói tới đâu vậy mọi người? Tôi nói lại ha, trong cái bài này người ta giải trình tự của 43 cái whole genome đó từ năm loại cancer khác nhau, và người ta tìm được 194 cái somatic TE insertion. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta lấy một cặp, một cái bệnh nhân, người ta lấy cái thí dụ như ở ung thư ruột đúng không? Người ta lấy biopsy ra và người ta lấy biopsy ngay chỗ mà có tumor và cái biopsy ngay chỗ không có tumor. Xong xuôi người ta đem đi sequencing và người ta tìm ra, thí dụ như người ta thấy cái vùng insertion. Để tôi cho mọi người coi một cái ví dụ để mọi người thấy được là cái insertion của cái này nó là cái gì, đúng không? Thí dụ như đây, ở đây là cái reference genome nè. Mọi người thấy cái hình B này không? Thấy cái con trỏ tôi đang chỉ không mọi người? Có. Rồi. Thì ở đây cái reference genome đúng không? Cái người ta giải trình tự ra thì người ta lấy cái này là cái cancer nè, genome nè, đúng không? Lấy biopsy ra thì lấy như chỗ tumor, người ta đem đi sequencing thì người ta được cái IGV hình vô nằm chỗ này. À, rồi xong tôi cũng lấy biopsy nhưng mà lấy cái chỗ normal không có tumor. À, thì người ta được cái BAM file á, đó cái mapping á. Thì mỗi một cái màu xanh như vậy nè, nó là một cái read mình học rồi đúng không? Mình học cái lớp BAM phân tích rồi mình biết. Thì cái này cái read nó mapping vô đó. Thì mọi người thấy rõ ràng là ở trong cái normal á, chỗ này nó không có read mapping vô. Còn ở trong cái tumor chỗ này có read mapping vô. Còn nó là read gì? Một lát mình biết sao. Bây giờ mình chỉ hình dung ra được là khi mà mình sequencing, deep sequencing đúng không? Đó, sequencing có cái coverage nó rất là high. Thì vì nó high mà bởi vì cả hai bên nó đều phải có read hết. Nếu mà ngay chỗ này nó có cái nếu mà ngay chỗ này nó có cái DNA chỗ đó đúng không? Đó. Nhưng mà nó không có, thí dụ như trong normal nó không có nè,
Đó, còn ở trong cái cancer thì nó có. Như vậy cái thứ nhất kết luận cái này nó là gì? Nó là cái somatic. Đúng không? Somatic có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái đột biến, somatic mutation là những cái đột biến nó xảy ra trong quá trình mà mình phát triển, đúng không? Của một con người, ví dụ vậy đó. Chứ nó không phải là do ba mẹ mình truyền lại. Cái DNA này đâu có phải ba mẹ mình truyền lại đâu. Tại sao có thể nói như vậy? Tại vì ở trong cái normal cùng một cái con của con người, đúng không? Lấy cái tissue nó ra nằm ở vị trí cùng của một con người mà cái genome chỗ này nó khác nhau, có nghĩa là cái này nó một somatic mutation. Và cái vùng này nằm ở trong cái vùng repeat hay là cái vùng transport element. Bởi vậy là người ta gọi là cái TE insertion. À, insert có nghĩa là ở trong đây nó không có, trong normal nó không có, ở đây nó có. À, hình dung ra được rõ gì đúng không? Rồi bây giờ tôi quay lại. Thì đây người ta tìm được 194 cái. Bữa nay internet có vẻ như không ổn. Mọi người vẫn còn nghe được không mọi người? Dạ còn thầy. Rồi. Thì mình thấy được 194 cái somatic TE insertion đó. Và nhiều cái polymorphism của cái TE insertion đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong normal á của cùng một cái pair đó nó cũng có cái TE insertion nhưng mà nó insertion ngắn hơn. Đó. Nó không có insertion đầy đủ nguyên một cái TE đó luôn. Có nghĩa là ở trong normal cũng có nghĩa là về ba mẹ mình vẫn inherited như vậy nhưng mà khi mà mình phát triển thành cái tumor rồi á thì nó bị ngắn hơn, nó bị dài hơn ha. Bởi vì ở đây người ta nói là người ta identify được cái cả ngàn đó, cả ngàn cái vùng mà TE insertion mà nó chỉ là polymorphic thôi, có nghĩa cái độ dài nó khác thôi đó, chứ không phải là nó không có ở trong cái normal, đúng không? Cái ở trên đây 194 cái là cái mà không có normal, nó chỉ có ở tumor. Còn cả ngàn cái dưới đây á, là cái mà nó insert vô á, đó nó có nhưng mà chiều dài nó không có đầy đủ cho cả một cái TE đó. Đã. Thì hồi xưa tôi cũng có giới thiệu về cái TE element rồi, đúng không? Nó phải có đầy đủ những cái bộ phận của nó để nó có thể cắt, đúng không? Nó tạo ra cái enzyme, nó cắt cái DNA của mình và nó duplicate lên, đúng không? Rồi nó chèn cái DNA của nó vào, đó copy and paste, ví dụ vậy đó, đúng không? Đó, nó có những để nó phải đầy đủ những cái đó thì nó mới có thể insert vô. Nhưng mà ở đây thì người ta thấy được là ở trong cái tumor nó khác với cái normal, đó, nó không insert đầy đủ, đó. Rồi, cái kế tiếp nữa là cái somatic mutation ở đây nó insert á thì nó chủ yếu ở trong cái epithelial tumor chứ không có trong cái blood brain ha. Epithelial tumor là gì? Là cái colon tumor nè, rosacea tumor nè, overgrown tumor nè, đúng không? Là cái ung thư ruột nè, đúng không? Ung thư tuyến tiền liệt nè, rồi ung thư buồng trứng nè. Đó ha, đó là những cái mà epithelial tumor đó. Rồi xong xuôi rồi người ta thấy được là những cái mà khi mà cái gene á đó mà nó xuất hiện cái tumor insertion vào á đó thì những cái gene đó đó là nó bị làm mất đi cái chức năng ha, đó và nó biểu hiện thấp hơn đó, bởi vì là cái disrupt cái expression đó nó có nghĩa là biểu hiện ít hơn, thấp hơn đó. Và nó cũng làm cho cái DNA methylation đó, đó nó giảm đó. Thì cái DNA methylation giảm này người ta phát hiện ra được năm 1982 rồi, đúng không? Đó, ba mươi mấy năm về trước, gần 40 năm về trước rồi, hơn 40 năm về trước rồi. Đó như đó. Và ở đây người ta confirm lại là cái nguyên nhân gây ra cái hypo này cũng là một phần là do cái L1. L1 nó là một cái subfamily ở trong cái transport element đó mọi người. À, nó insert vào đó, nó làm giảm expression, nó làm giảm DNA methylation đó, từ đó là nó có khả năng tác động trong cái việc là tiến triển của tumor, nhưng mà cái này không có bằng chứng, chỉ là suy luận thôi mọi người ha. Đó. Rồi vậy là mọi người nắm được cái ý của bài bữa nay đúng không? Thí dụ nhưng mà không có hiểu hết thì ít nhất mình cũng biết được là ở trong cái tumor đúng không thì nó có sự xuất hiện nhảy, đúng không? Có mấy cái gen nhảy và nó insert lung tung một số chỗ đó, so với lại cái tế bào bình thường của cùng một người, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là
khi mà nó nhảy á, thì nó làm giảm, khi mà insert vào trong một cái gene nào đó, thì nó làm giảm biểu hiện của gene, làm giảm DNA methylation và nó làm tăng cái quá trình mà có khả năng tăng cái quá trình mà phát triển của cái tumor. À. Và cái thứ ba nữa là cái somatic insertion này á, thì nó xuất hiện chủ yếu ở cái epithelial tumor chứ không có trong cái blood gland, đúng không? Có ba cái ý chính giống vậy đó. Rồi. Thì ở đây làm sao, câu hỏi đầu tiên á, là làm sao người ta có thể tìm được cái insertion vào, đúng không? Cái câu hỏi này là nó khó, tại vì sao? Tại vì những cái repeat element hay là cái transport element này á, là nó chứa là những cái đoạn DNA lặp lại. Đó, nó chứa rất nhiều. Bởi vậy là cái sequencing nó lại dở. Đó, cái sequencing nó lại rất là dở trong cái việc phát hiện ra cái những cái vùng lặp lại. Tôi thí dụ, nhưng giờ mọi người nhìn thấy cái vùng lặp lại AAA này nè. Thì trên genome mình thí dụ như có cái vùng AAA, thí dụ vậy đúng không? Nhưng mà giờ lặp lại 3 lần, còn cái vùng AAA trên của nguyên cái genome của mình nó tới mấy ngàn lần. Thì biết AAA nó bắt tập từ đâu. Đúng không? Nếu mà mình sử dụng kỹ thuật alignment vào. Đó. Bởi vậy là cái vùng repeat nó rất là khó phát hiện, nó vậy đó. Bởi vậy người ta phải có cách để tìm nó riêng. Tôi thí dụ, ở đây người ta vẽ cái hình rất là đẹp, rất là dễ hiểu ha. Thí dụ như đây mình có cái reference genome bình thường của mình, đúng không? Thường ngày mình học á, thì mình mặc định là cái genome reference nó giống 99.99999%, đúng không? Giữa người với người, nó vậy đó. Thì cái reference genome của mình chỗ này thì cái read nó cứ map vô là được, đúng không? Nhưng mà ở trong cái mutated genome, có nghĩa là cái những cái cancer genome á, nó có những cái vùng insert cái này nè, là cái vùng repeat á, đúng không? Inserted TE á, transport element nó repeat á, nó insert vô cái vùng này, đúng không? Đó, mà để insert vào thì nó phải có cái enzyme nó làm duplicate, cắt chỗ này ra làm duplicate hai cái chỗ này, rồi nó nói lại với cái bản thân của nó, đúng không? Nó nói vào thì nó tạo ra một cái mutated genome của mình, nó insert vào. Đó. Thì cái read của mình, ví dụ như mình làm cái pair read nè. Đó. Thì nếu mà bây giờ mình map cái pair read này vô trong cái reference genome bình thường á, không có cái insertion của cái TE này á, thì mình đâu có tìm thấy được đâu. Đúng không? Cái read màu xám này thì map vô được. Nhưng mà cái read màu đỏ ngay chỗ này nè, đó, mình sequencing ra mình read màu đỏ này ngay chỗ này nè, mình đâu có map được chỗ này, tại chỗ này có màu đỏ đâu mà map. Đúng không? Đó, đâu có màu đỏ đâu mà map vào. Đó, bởi vậy rất là khó, phải không? Kỹ thuật kể như là cái chỗ pair read này là mình discard đó, nếu mà bình thường á, sử dụng cái phương pháp bình thường của mình á, kể như mình remove đó, rồi đúng không? Tại vì nó đâu có map vô được đâu, đúng không? Có một đứa map mà màu tím ở màu xám thì map được, chứ màu xanh với là màu đỏ chỗ này á, màu đỏ là cái insert vào nè, ở trên genome mình bình thường, người bình thường đâu có, đúng không? Đó, mà cái vùng màu xanh này thì có một phần, nhưng mọi người cũng biết rồi, một cái read dài 100 base pair mà mình chỉ cho allow nó, ví dụ như là có cùng lắm là hai cái mutation ở trên một read thôi, đúng không? Ví dụ như vậy đó, thì kể như là ở đây có một đống không có matching vô, kể như mình remove một đứa thì cái đứa này cũng là đâu có dám để là cũng remove luôn, đúng không? Đó, bởi vậy là ở đây người ta phải sử dụng hai cái phương pháp là leap read nè. Đó, người ta sẽ coi là cái phần nào nó map bên vô cái màu xanh, cái phần nào nó map vô cái màu đỏ. Thì cái màu đỏ này người ta có cái database riêng của nó, đúng không? Ở trên người ta biết được là mình đã có những cái loại repeat element nào, nó có cái database riêng. Thì khi mà mình map cái màu đỏ này, mình tìm đến chỗ này, rồi mình map cái màu xám này, mình tìm đến chỗ này, xong sau đó mình match nó lại, thì mình sẽ được cái vùng insertion của nó vào. Thì cái vùng này mình estimate nó được cái sequence của nó được dựa trên cái sequence này ha. Đó, dựa trên mấy sequence này để mình estimate nó gì đó. Thì bình thường thì mình chỉ map lên một cái reference genome thôi. Còn nếu mà muốn tìm cái TE thì map hai lần. Map tất cả những cái read màu xám lên trên cái reference genome. Map tất cả những cái read màu đỏ lên trên cái TE. Xong rồi mình matching cái link của nó lại giữa hai cái này. Đúng không? Đó. Thì mình estimate được mọi thứ. Đó. Cái đó là cái phương pháp. Cái kỹ thuật. Người ta tạo ra cái software là T. Đó, để người ta tìm cái repeat element nó insert vào chỗ nào, và người ta estimate cái màu xanh lá cây nè, gọi là cái TSD nè ha. Đó, cái TSD gọi là cái target site duplication. Đó, nó phải có cái enzyme nó cắt rồi xong cái nó làm duplication nó lên, rồi nó làm cái recombination, trao đổi đoạn, nó mới insert vào cái genome của nó, vào trong genome của mình
Đó. Rồi, thì bây giờ ở đây thì là một cái ví dụ thôi, nó là một cái gene đặc biệt và người ta sử dụng cái gene này để validate lại. Thì đây người ta show cho mình thấy được là cái clip sequence nó là cái nào, đúng không? Cái reference sequence nó làm nó bị mất chỗ này nè. Đó, thì cái chỗ này chính là cái vùng màu xanh xanh này nè mọi người. À, cái chỗ mà nó duplicate lên đó. À, đó. Rồi, thì dĩ nhiên nếu mà ai muốn hiểu cụ thể tường tận thì có thể tham khảo thêm. Nó có cái trang web của nó cho cái tool T này. Nhưng mà chỉ có một cái là nó sử dụng cái reference genome HG18, là cái reference genome cũ rồi đó. Cái reference genome đó được làm từ năm 2009 đó. Thì tới năm 2013 đó, thì cái bài này nó là 12, bởi vì nó sử dụng cái reference genome 2009. Xong xuôi rồi bắt đầu là cái reference genome của cái 2013 thì là HG19 đó. Xong xuôi bắt đầu là tới bây giờ luôn ở 2009, à hình như là 2006 thì là HG18, rồi 2009 là HG19 đó, rồi xong xuôi 2013 là HG38. Ừ, tới bây giờ cũng không có thay đổi cái mới. Người ta bây giờ đang làm cái bank reference genome với mọi người, có nghĩa là sử dụng một cái mà nó cho nhiều thứ vào đó, chứ người ta không sử dụng một cái genome nữa ha. Rồi, như vậy là xong cái tool này đúng không? Bây giờ mọi người hiểu trong đầu hình dung ra được là người ta có kỹ thuật để người ta có thể tìm ra được cái vùng mà cái repeat element này nó insert vào ha. Xong rồi bây giờ sau khi insert vào rồi, người ta mới coi thử coi là những cái vùng insert á, người ta đếm đó, thử coi coi cái somatic L1 này nè, insert này nè, người ta đếm thử trong cái colorectal là ung thư ruột đúng không, rồi stay rồi ovarian đúng không, cái là ung thư buồng trứng, và ở trong cái ung thư máu và ung thư não đúng không. Đó thì cái repeat element insertion này á, somatic này á, thì nó sẽ như thế nào. Thì mọi người thấy rõ ràng là ở đây những cái count này nè của ba cái loại ung thư này nó có đúng không, có ít có nhiều gì cũng có đó. Cái ung thư ruột là nhiều nhất, nhưng mà ở trong cái ung thư máu và ung thư não thì không có đúng không, bởi vì người ta mới nói là cái insertion này, cái somatic insertion này á, nó chỉ có cái epithelial tumor đúng không, mà nó không có trong blood với lại brain tumor ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai người ta mới xem vào, người ta coi thử coi là khi mà những cái gene mà nó bị cái TI này insert chính giữa vào á, nó disrupt cái function của cái gene đó đó, thì những cái gene đó nó có cái mutation rate như thế nào, có nghĩa là có những cái đột biến điểm đúng không, đó có những cái đột biến khác đó như thế nào. Thì người ta thấy được là hầu như những cái mà có cái TI insertion này á, thì đều có cái high mutation frequency hết ha. Đó, so với là cái background đó, nó đều có hai cái mutation frequency hết, so với cái background là cái đường này nó gì đó, nói lên cái chuyện là giống như khi mà nó xảy ra cái này thì thường nó xảy ra cái kia theo. Những cái vùng này thường là những cái vùng mà giống như ở Nhật Bản á, cái vùng mà cái địa chấn nó không ổn định đó mọi người. Đó, thì những cái vùng mà nó có những cái đột biến khác thì nó kèm theo với cái những cái insert của cái y này vào. Đó, tôi hình dung như vậy đó mọi người ha. Thì đây người ta làm cái ví dụ này ở trong 228 cái exome sequencing cho cái colorectal tumor ha. Đó là cái kết quả này. Rồi xong xuôi rồi người ta mới nhìn thêm thử coi coi là 45 cái gene đó, 45 cái gene, biểu hiện gene ở trong cái colorectal tumor. Tại vì ở đây tới tần tật người ta làm nhiều về colorectal, tại cái signal của nó nhiều nhất ha mọi người ha. Còn mấy cái khác nó ít đó, bởi vậy là người ta đi sâu vào trong cái ung thư ruột ha. Đó. Thì người ta coi 45 cái gene thì người ta thấy được là hầu như những cái gene á mà nó có cái TE insertion vào á, đó thì nó đều có biểu hiện thấp hết. Mọi người thấy là cái log for change của cái gene biểu hiện á, đó nó đều âm hết nè. Bởi vậy là nó biểu hiện thấp đúng không? Tại nó âm mà, đúng không? Log for change là mình so sánh, mình lấy cái biểu hiện của cái gene ở trong cái những cái gene mà bị cái insertion này nè, mình chia cho cái gene cũng cùng cái gene đó nhưng mà ở trong cái normal đó. Giờ mình lấy log 2 đúng không?
thì cái log 2 này có nghĩa là mình người ta coi nó gấp bao nhiêu lần đó, thì hầu như nó đều giảm biểu hiện hết, nó không có tăng biểu hiện đó. Nhưng mà cái này chiếm đa số, nó cũng có một số tăng, nhưng mà cái số tăng này á nó không phải là cái insertion là 45 cái gene này đó, vậy đó. Thì mọi người thấy được là cái màu đỏ này nè là cái gene biểu hiện mean, đúng không, của những cái gene mà affected đó, đó mean của nó, và cái màu này là biểu hiện giảm gấp, giống như log của trừ 2 là gấp 2 lần đó mọi người, ít hơn gấp 2 lần đó mọi người đó. Thì mọi người thấy rõ ràng là hầu như là những cái gene này biểu hiện thấp hơn rất là nhiều ha. Đó, từ đây tới đây là background là cái màu đỏ này nè, còn đây là biểu hiện thấp hơn rất là nhiều đó. Thì mình dễ hiểu đúng không, bây giờ cái gene người ta đang ngon đang lành, tự nhiên insert vô một cái đoạn khá là dài đúng không, thì cái gene đó nó sẽ bị interfere đúng không. Cái này nó, cái repeat element này nó hijacking cái biểu hiện của cái gene rồi đúng không. Đó, nó lấy hết mấy cái như là polymerase đồ này kia đúng không, cái enhancer cho cái gene đồ nó lấy hết trơn để nó biểu hiện đúng không. Đó, nó hijack á, là không biết là gì nữa, dịch ra tiếng Việt đó. Bởi vậy là cái biểu hiện của bản thân của nó, cái gene này nó sẽ giảm, còn cái repeat element nó sẽ được biểu hiện tăng lên đúng không, tại nó chèn vào chính giữa mà đó. Thì cái này mình cũng dễ hiểu đó. Rồi xong rồi á, bây giờ người ta mới làm mấy cái phân tích khác, nó không còn quan trọng nữa mọi người. Cái phân tích mà hồi nãy nói á, là khi mà nó đã insert vào á đó, thì nó không insert vào trọn vẹn đó, nó có cái polymorphism đó. Ở đây là cái ví dụ nè mọi người nhìn thấy nè, ở trong cái somatic mutation đó, thì những cái vùng insertion nó, cái TE insertion của nó, cái chiều dài á đó, cái consensus đó có nghĩa là cái chiều dài đáng lẽ nó phải là từ 1 cho tới 6.000 đúng không, nhưng mà mọi người thấy cái chiều dài nó tập trung vô bên cái phần đầu 5 phẩy nè, ở đầu 3 phẩy nè, còn cái đầu 5 phẩy chỗ này nó không có đúng không. Đó, đầu 5 phẩy chỗ này nó không có, chứng tỏ là nó bị ngắn hơn đó. Còn trong khi đó ở germline đó, ở cái bình thường, ở cái normal cell đổ này kia đồ á, thì cái chiều dài của nó mọi người thấy là chỗ này nó có đúng không. Đó, còn bên đây rõ ràng đầu 5 phẩy nó bị truncate đúng không. Đó, bởi vậy là người ta mới nói là nó có polymorphism đó. Và ở đây một lần nữa người ta estimate cái TSD length của nó đó, thì người ta thấy cũng vậy đó, một số cái nó có chiều dài, nó bi bimodal đúng không, y như cái này, một số cái có, một số cái không, nó bimodal vậy đó. Rồi còn cái là cái motif nhận biết, thì một số cái motif thì nó có, là cái mà ở dưới đây nè, cái TTTTA này là có, còn cái này thì ở đầu này thì không có ha. Đó, rồi đây cái phần này là người ta muốn chứng minh chuyện là khi mà ở trong tumor cái somatic insertion của cái L1 á đó, thì ở normal có, ở tumor cũng có, nhưng mà nó insertion vào cái vị trí đó nó không có đủ chiều dài như bình thường ha. Đó, mà nó ngắn đi đó, nó ngắn đi, mà nó ngắn ở đầu 5 phẩy ha. Đó là cái mà người ta muốn nói. Xong rồi đây người ta nói tới cái phần mà hypomethylation ha, thì người ta thấy được là khi mà ở trong cái colon cancer đúng không, đó cái somatic, thì cái đi ở đây cái somatic ở đây là cái region, cái somatic có hypomethylation đó nó cao hơn đúng không. Đó, cái vùng mà không có cái insertion, và ở trong cái sperm region người ta lấy đối chứng á, thí dụ giờ ta muốn so sánh, người ta thấy ở đây là có sự khác biệt, nhưng mà so với những cái vùng khác thì như thế nào đúng không, ở so với lại những cái cell khác thì như thế nào, không phải cancer đó, thì người ta thấy cái vùng như vậy thì nó lại ngược lại đúng không. Đó, nó những cái vùng mà somatic có insertion đó, thì cái số hai, cái hypomethylation region đó nó ít hơn so với là cái vùng là germline ha. Thì cái này người ta show cho mình thấy giống như vậy. Rồi thì ở đây là xong cái bài này rồi mọi người ha. Cái bài ngắn gọn dễ hiểu ha, xúc tích, thì cái này người ta làm 10 năm về trước rồi đúng không. Đó, rồi tôi muốn tóm lại ha, thì cái khi mà có insert á, thì cái insert này là somatic ha, có nghĩa là nó không phải là do ba mẹ của mình đâu, mà do mình sống trong cái môi trường gì đó, mình hút thuốc uống rượu hay là
Mình uống trà nhiều ví dụ như vậy đúng không, thì có cái repeat element nó nhảy đi đúng không, đó và nó nhảy đi như vậy thì người ta muốn đo, người ta lấy mẫu ở, ung thư và normal, ở tumor và normal á, người ta coi thì người thấy được là có một số, có 194 cái là nó insert một, vô một cái vị trí mới đúng không, ở normal không có, ở cái normal matching á không có, còn có mấy ngàn cái là nó có cái TE insertion so với normal nhưng mà cái chiều dài của việc insert của nó khác chiều dài đó. Thì những cái gene mà nó bị cái insert á thì hầu như là cái biểu hiện gene của nó disrupt ha, nó giảm đó, và cái demethylation tại cái vùng đó cũng giảm, hypo là giảm đó mọi người ha, hypomethylation là giảm còn hyper là tăng ha. Đó thì những cái này là người ta nói là cái potential impact trong cái tumor genesis ha. Rồi có ai hỏi gì không mọi người? Tôi có bị rớt mạng không vậy ta? Đây em hỏi cái insert đấy nó là random hay là nó có vị trí nào đặc biệt không? Bình thường. Cái 43 gene này hay Vâng. nó có một số cái gene người ta list ở trong có, tôi không biết được là nó có đặc biệt gì hay không, nhưng mà người ta không có làm gene ontology enrichment analysis. Tại vì sao? Tại vì á 43 cái vị trí này á nó không có giống nhau ở tất cả, ở 194 cái vị trí này nó không giống nhau ở tất cả 43 cái sample em. Có nghĩa là Vâng. sample 1 nó có hai vị trí mà hai vị trí đó không có lặp lại ở trong cái sample 2. Không có. Vâng. Rồi. Rồi, không ai hỏi gì hết thì cảm ơn mọi người nhiều ha. Thì em có đặt qua là cái yếu tố môi trường nào